nay bà xin chào các bạn và các cháu. Bà cũng xin kể cho các bạn và các cháu nghe một câu chuyện có tựa là Nợ như chúa trộm. Vào đời nhà Lê có một người quan lớn trong triều tên là Mạc Đăng Dung, có ý đồ muốn cướp ngôi vua. Nhà vua biết được tin đó, nhưng thế lực của Mạc Đăng Dung rất lớn, hắn cầm binh quyền, bè đảng lại đông nên không thể làm gì được. Cuối cùng nhà vua lẻn trốn đi, nhưng chẳng được bao lâu đã bị Mạc Đăng Dung bắt đem về giam lại. Hồi ấy ở gần trại giam có một cô hàng rượu vẫn thường gánh rượu đến bán cho lính canh ngục. Một hôm cô hàng đưa rượu vào bán, thấy có một phạm nhân mặt mũi khôi ngô bị giam riêng ra một nơi. Khi biết người đó là nhà vua, cô hàng cố ý muốn làm quen. Mỗi lần bán rượu cho lính canh, nàng đều rót rượu mời nhà vua uống. Dần dần giữa hai người có một mối tình nhóm lên. Một hôm cô nàng cất một mẻ rượu rất ngon, lại có pha thuốc mê đến chuốc cho lính canh. Khi thấy họ nằm xuống, nàng bèn vào tình tự với nhà vua. Sau đó cô hàng rượu có thai. Nhà vua biết mình không thoát khỏi bàn tay tàn bạo của Mạc Đăng Dung, bèn giao ấn ngọc lại cho nàng và nói: nàng giữ vật này làm dấu tích, nếu sau này sanh con trai, nó sẽ có ngày phục thù cho cha. Không bao lâu, nhà vua đã bị họ Mạc sai người vào ngục giết chết. Tất cả hoàng hậu, thái tử, công chúa, phi tần của nhà vua cũng đều bị chung số phận. Xong việc đó, Mạc Đăng Dung chiếm lấy ngôi nhà Lê làm vua nước Đại Việt. Cô hàng rượu được tin không còn hồn vía nào nữa, nàng muốn trốn đi vào một nơi khác để làm thuê làm mướn, sống cuộc đời lẫn lẫn lúc. Đủ ngày, đủ tháng, nàng sinh được một người con trai đặt tên là Chổm. Lớn lên, Chổm được vào chùa ở với sư cụ Thạch Toàn học kinh kệ. Chổm rất sáng dạ, nhưng phải cái nghịch ngợm thì không ai bằng. Một hôm đi chơi đói về đói, Chổm thấy trước tượng Mụ Thiện có bày một mâm đầy chuối và quýt. Anh ta rón rén đến lấy, bịt mắt Mụ Thiện lại và bẻ chuối ăn. Bất ngờ sư cụ ở đâu đi vào trông thấy, liền nọc cổ Chổm ra đánh. Chổm tức lắm, chờ lúc sư đi vắng, lấy giấy viết mấy chữ: mười tai mười mắt không giúp được gì cho ta, thật là vô ích, phải đài đi phương xa. Viết xong dán vào ngực Mụ Thiện. Đêm hôm ấy sư cụ tự nhiên mộng thấy Mụ Thiện bảo mình rằng: nhà vua đói nên mới ăn, tại sao lại đánh ngài để ngài đuổi ta đi? Vậy phải xin lỗi ngài để ngài tha cho ta. Tỉnh dậy, sư cụ rất phân vân, mới kêu chú Tiểu Chổm vào kể chuyện cho biết và bảo: bóc giấy đi. Sư cụ hỏi anh chàng: cha mày đâu? Chổm đáp: tôi lớn lên chưa từng nghe nói có cha. Sau đó Chổm trở về hỏi mẹ: cha con đâu? Mẹ sợ không dám nói sự thật cho con biết. Đáp: cha con là họ Lê bị hổ ăn thịt chết rồi. Nghe nói Chổm rất buồn, từ đó anh chàng lập tâm giết hổ để trả thù cho cha. Một hôm Chổm đi vào rừng chơi, thấy một con hổ đang ngủ dưới gốc cây, liền rón rén cầm một hòn đá lớn ném mạnh vào đầu hổ. Hổ vỡ óc chết tươi. Đang nắm đuôi hổ về thì Chổm bỗng gặp một con hổ khác xông ra. Chổm sợ quá quăng xác hổ cắm đầu chạy. Khi hổ sắp đuổi kịp thì tự nhiên có một ông già tay cầm côn sắt ở trong rừng hiện ra đánh chết con hổ dữ. Chổm thoát chết, sụp lại ông già. Ông già trao cho chàng một cây côn, bảo: con hãy học một ít miếng võ để mà hộ thân. Chổm sung sướng vâng lời. Dạ, dạy xong ông lão cho Chổm cái côn rồi biến mất. Từ đó Chổm cùng côn làm vũ khí tùy thân. Một hôm đi qua một cái miếu, Chổm từng nghe nói có nhiều yêu quái hại người, bèn cầm côn trèo tường nhảy vào tìm yêu quái. Một lát ở trong hang sâu bò ra một con rắn rất lớn, sáng mắt như sao, miệng phun khói khí độc
Toan vồ lấy chỏm, chỏm dơ, thân côn, vụt lấy, vụt để cho vào đầu hắn, đầu rắn, rắn chết. Từ đó trong xóm được yên ổn. Hai mẹ con chỏm bề sau thấy yên, lại trở về chốn cũ. Hằng ngày anh chàng đi kiếm củi hoặc làm thê làm mướn nuôi mẹ. Những lúc bụng đói, chỗ thường vào ăn cơm hay mua thức ăn ở các quán cơm tại cửa ô. Hàng nào được chỗ vào ăn là hôm đó bán đắt như tôm tươi, còn các hàng khác thì ngồi xua rồi. Người ta cho rằng chỗ nhẹ vía nên hàng nào cũng mời anh ta vào ăn, dù bán được cũng được, chỗ được thể ngày nào cũng đánh chén ngon lành và tiêu pha bạc mạng, toàn là ăn chịu mua chịu, ai hỏi nợ hắn cũng bảo đến ngày tôi làm nên tôi sẽ trả chu tất. Hồi bấy giờ có một ông quan khác tên là Nguyễn Kim, trốn sang Lào mưu đồ việc diệt nhà Mạc. Vua nước Lào nhường cho ông một miếng đất Sầm Châu làm căn cứ để lo việc khởi nghĩa. Qua mấy năm chiêu binh mãi mã, Nguyễn Kim đã gây được lực lượng. Nhưng ông ta còn muốn tìm một người thuộc dòng chính thống để báo cáo với thiên hạ. Khốn một nỗi, con nhà vua Lê đã bị Mạc giết hại hầu hết. Một đêm nọ, Nguyễn Kim thấy một vị thần ra trong giấc mộng bảo: "Thiên tử ra đời đã lâu, sao không đón về, còn chờ gì nữa?" Ông hỏi ở đâu, cứ đi về phía tây kinh thành, ở dãy hàng cơm đúng ngày thìn giờ ngọ. Hãy thấy rồng đen, quấn cột là chính thị thiên tử. Sau khi tỉnh dậy, Nguyễn Kim rất mừng, bèn mang theo một ít bộ hạ cải trang đi tìm con cháu nhà Lê theo một lời. Theo như lời thần nhân mất đã mách, hôm đó chỗm đang ngồi ở hàng cơm, thấy có mấy người lạ, khách lạ đi qua, bèn đứng ôm cái cột nhìn ra. Nguyễn Kim rảo qua một lượt, chỉ thấy quấn cột là một chàng trai trẻ tuổi, da đen xì, nhưng thấy dáng điệu hèn hạ nên không để ý. Đêm hôm đó, Nguyễn Kim lại mộng thấy thần mách: "Ta đã mách cho biết thiên tử mà không nghe, ngày mai ra bờ sông hỡi thấy ai đội mũ sắt cởi thuyền rồng là đúng." Hôm sau, Nguyễn Kim trực sẵn ở bờ sông nhìn những thuyền bè qua lại, nhưng chờ mãi chả thấy ai đội mũ sắt cả. Mãi đến gần tối, có một chiếc đò ngang, trong đó có chỗm và một người bán chảo gan. Gặp khi trời đổ mưa, chỗm không có nón, phải mượn chiếc chảo úp lên đầu cho đỡ ướt. Nhưng Nguyễn Kim không chú ý vì thấy y không có vẻ gì là người quyền quý. Thần lại xuất hiện trong giấc mộng của Nguyễn Kim, trách ông ta không nghe lời mình rồi bảo rồi. Ngày mai cứ đến chỗ quán cơm cũ, tìm người nào đi chữ đại, trở lại chữ vương thì đón về. Qua ngày hôm sau, Nguyễn Kim và bộ hạ lại kéo nhau đi tìm. Họ quả thấy anh con trai hôm nọ bây giờ đang rượu say nằm trong quán cơm, đầu gối lên ngọn côn, hai tay bỏ xuôi xuống, hai chân dang ra hai bên như chữ đại, bỏ đi một chốc. Đến lượt trở lại, họ thấy chỗm đã cựa mình, lúc này ngọn côn trật lên khỏi đầu, hai tay trỏ ra trước ngực, còn hai chân thì xếp bằng như chữ vương. Bấy giờ Nguyễn Kim mới tin chắc anh chàng này là người thần có ý mách cho mình, bèn giả cách vào quán ăn uống, chờ chỗm dậy sẽ tiến đến làm quen. Chỗm chợt tỉnh, thấy một người khăn áo có vẻ quyền quý đến sát giường mình, thì cầm côn chực sẵn bỏ chạy. Nhưng Nguyễn Kim đã giữ chỗm lại, thưa rằng: "Xin điện hạ đừng sợ." Chỗm ngạc nhiên nói: "Ô hay, điện hạ nào, tôi là thằng chỗm đây." Nhưng thấy người có quyền quý ấy có vẻ ân cần khi hỏi thăm cha mẹ và chỗ ở, chỗm an tâm nên trả lời: Tôi họ Lê, cha bị hổ ăn thịt, còn mẹ ở nhà. Nghe nói là họ Lê,
Bọn Nguyễn Kim 10 phần đã chắc đến 7-8 phần, liền theo Chợm về đến tận nơi. Trước những người khách lạ, mẹ Chợm nửa mừng nửa sợ khi biết bọn họ có thiện ý, mới đưa Ấn Ngọc ra và kể rõ đầu đuôi. Thế là từ đó Chợm được mẹ từ giã. Ngôi nhà nát ở ngoại thành, lên đường đến Sầm Châu lo việc phục thù cho cha. Thanh thế quân nhà Lê một ngày một to. Vua Mạc nghe tin, sai tướng đem 60 vạn quân vào đánh. Qua bao nhiêu trận kịch chiến, quân nhà Lê đại thắng. Rồi không bao lâu, quân của Chợm lại đánh tiến ra Bắc. Quân Mạc hãy thấy quân Lê đến đâu thì chạy trốn như vịt. Bấy giờ Chợm đường đường là một vị chúa uy thế lẫy lừng. Đến ngày Khải Hoàn trở về kinh thành, khi quân gia đang trên đường tiến vào cửa ô thì bỗng có một số người chủ hàng cơm ngày xưa bán kiệu cho Chợm từ đâu kéo ra để chào hỏi, làm quen và đòi nợ cũ. Thấy thế bọn lính tiền đạo toan bắt tội vô lễ, nhưng chú Chợm ngăn lại rồi kể chuyện ăn chịu thở hàng vi cho các tướng tá nghe. Đoạn bảo quan hầu lấy tiền ra trả cho họ. Lúc đó có nhiều người thấy kẻ kia đòi nợ cũng xúm lại kể ơn nghĩa cũ. Kẻ tính thành năm qua người, kể thành 10, biến thành một cuộc truy nợ đông như đám hội. Bọn quan hầu đếm tiền mãi không xiết, vì con số chủ nợ mỗi lúc một tăng. Họ bèn nghĩ ra một kế là đứng trên kiệu vung tiền xuống, cho ai nhặt được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Mọi người thấy thế đổ xô ra cướp. Dần dần quan quân tiến đến phố cứ như bây giờ là vườn hoa cửa Nam. Một viên đại tướng nghĩ chúa mình sắp tôn lên ngôi mà cứ nợ, cứ chạy theo réo mãi như thế này thì còn thể thống gì nữa. Mới viết vào một tờ giấy hai chữ cấm chỉ, dán ở giữa phố và sai toán quân đóng tại đó, ra lệnh hở thấy ai còn đòi nợ chúa nữa thì chém ngay. Nhờ thế người ta mới thôi kéo ra và thôi đuổi theo xe Chợm. Chúa Chợm vào đến hoàng cung thì trời sắp tối, thấy văn võ bá quan ai cũng mong muốn mình lên ngôi ngay để yên lòng thiên hạ. Chợm bèn ngửa mặt khấn trời rằng: hỡi Thượng Đế, nếu tôi xứng đáng nối nghiệp nhà Lê thì xin quay mặt trời trở lại chính ngọ, bằng không thì tôi sẽ trở về chốn cũ làm ăn, giao ngôi vị lại cho người khác. Khẩn được một lúc, trời sắp tối bỗng hẳn sáng lên, mặt trời treo giữa đỉnh đầu. Chợm đường hoàng bước lên đàn làm lễ đăng quang, tự xưng hoàng đế. Lễ tắt, mặt trời tự nhiên kéo một mạch về phương Tây lặng mất. Trời bỗng tối sầm lại như mực. Lúc mọi người mọi nhà thắp đèn lên thì gà vừa sáng vừa gáy sáng sang canh. Ngày nay còn có câu tục ngữ nợ như chúa Chợm và câu phong giao: vua Ngô 36 tàn vàng, thác xuống âm phủ chẳng mang được gì. Chúa Chợm mắc nợ tì tì, sáng thác xuống âm phủ kém gì vua Ngô. Ở chỗ vườn hoa cửa Nam bây giờ cũng do sự tích trên mà người ta còn gọi là ngã tư cấm chỉ. Câu chuyện bà kể đến đây đã hết rồi. Bà xin chào tạm biệt các bạn và các cháu. Bà hẹn gặp lại.